chúng ta đã học được một số từ liên quan đến bài mua bán rồi đúng không? Ừ, đấy. Rồi, ôn lại một chút đã nhá. À, Phương nào, chị Phượng nào. Mua là gì ạ? Mãi. À, mãi. Tuệ, bạn muốn mua gì chẳng có chưa? Đi chào mãi sẽ mơ. Tuệ, tôi muốn mua quýt nào. Vừa chào mãi bình của. À, quýt nào? Chữ, quý chữ. Chú ý làm lại này. Chú ý chữ. Chú ý chữ. À, Tuệ, tôi muốn mua táo nào. Vừa chào mãi bình của. Giao nhé, đọc lại này. Ủa giao mãi. Ủa giao mãi bình của. Ờ, à, đây đúng rồi. À, tiếp nào, ví dụ nói là gì đấy ạ? Dưa hấu ạ, à, còn nhớ quả dưa hấu không ạ? Xi qua. À, xi qua, chuối à? Chuối là xẹo, xẹo, sang chèo. Sang chèo, đọc lại ạ. Sang chèo. À, đây, đây đúng rồi. Bán ạ, à, bán là gì nhỉ? Mai. À, bán quần áo nào? À, mai y phụ. À, mai y phụ, đúng rồi. Tôi ở nhà bán quần áo sẽ nói là gì? Của mai y phu. Của trai cha, mà nói là của trai cha trước. À, của trai cha y phu. Mai của trai à, của trai mai y phu. Lại nào, của trai cha mai y phu nhá. Của trai cha mai y phu. À rồi, ok. Tiếp nào, hoa quả là gì? Hoa quả xoài của. À, tùy bạn thích hoa quả gì nào, bạn thích hoa quả gì? Của xì hoa xoài của sẵn mơ. Ngược lại ạ, ní sĩ hoan sẵn mơ xoáy của. À đúng rồi, ní sĩ hoan sẵn mơ xoáy của, đúng không? Rồi, ok. À, gì nhỉ, điện thoại di động là gì nhỉ? À, bình của sầu chi. À đúng rồi, điện thoại iPhone thì nói là bình của sầu chi đúng không? Còn điện thoại di động chỉ có là sầu chi thôi, đúng không? Chi. À, điện thoại Samsung thì là cái gì ạ? Samsung. À, Samsung sầu chi, đúng không? Ừ, rồi, ok nhá. Hôm nào chúng ta mới học được đến đấy thôi đúng không ạ? À, giờ hôm nay mình học tiếp này. Vậy đi mua bán đúng không? Chứ sẽ liên quan đến giá tiền thì sẽ có đắt rẻ. À, vậy thì đắt trong tiếng Trung đọc là gì đấy ạ? Quay nhá, chúng ta có từ quay ạ. Quay thì mình gặp trong từ nào rồi nhỉ? Quay sinh rồi đấy, nhớ không? Ừ, đấy, chúng ta có từ quay sinh là quý danh đấy. Ờ, vậy từ này sử dụng như một tính từ thôi, quay, đắt. Vậy khi đi mua bán đúng không? Ờ, cho dù là người bán hàng có cho giá bao nhiêu, câu đầu tiên chúng ta cũng hay kiểu như là một cái thói quen rồi. Mình hay nói là gì? Đắt thế, đắt quá đúng không? Ừ, vậy khi mà chúng ta muốn cảm thán nhá. Khi chúng ta muốn cảm thán là gì đấy ạ? Cái gì đấy quá hoặc cái gì đấy thế ạ? Thì người Trung Quốc sẽ hay sử dụng kết cấu gì? Người ta hay sử dụng kết cấu là thai. Sau đó cộng với tính từ. Đấy, ADG là thể của tính từ nhá. Sau đó cộng với lơ. Đấy, lần trước mình học là thai cộng tính từ rồi đúng không, là quá như thế nào rồi đấy. Nhưng mà mình thêm chữ lơ vào thì nó sẽ thể hiện cảm thán. Đây là cấu trúc của nó. Thai chấm 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 lơ nhá, biểu thị là quá như thế nào, hay là cái gì gì đấy quá hoặc cái gì đấy thế cũng được. Đấy. Vậy thì đắt thế hoặc là đắt quá thì mình sẽ nói là gì thôi? Thai thầy quê lơ. Ờ rồi, thầy quê lơ đúng không? Ừ, thai quê lơ. Ờ đấy nhá. Đắt thế, đắt quá đấy, thì thể hiện cái sự cảm thán của mình. Hoặc ví dụ mình lấy cái khác đi, chẳng hạn nói là gì? Ôi, khó thế, đúng không? Khó thế. Đấy, thể hiện sự cảm thán và cái mức độ rất là cao. Sẽ nói là gì? Thai. Thai nán lơ. Ờ, thai nán lơ, đúng không? Ừ, đấy, thai nán lơ. Ờ, đấy nhá. Hay là gì? Ôi dồi ôi, mệt quá, mệt chết mất, đúng không? Sẽ nói là gì ạ? Thai lê lơ. Ờ, đấy, thai lê lơ, đúng không? Ừ, thai lê lơ. Đói thế, đúng không? Đói thế. Đấy, cảm thán thì sẽ nói là gì? Thay ưa lọc đấy nhá. Như vậy khi các bạn muốn cảm thán cái gì đó và thể hiện là cái mức độ nó rất là cao thì bạn sẽ dùng cái câu này đấy. Hoặc là gì cho cô câu sau nào, Thư? Táo đắt quá tôi không mua, chẳng phải chưa? Táo đắt quá, pín của quầy lơ. Ừ, thay quầy lơ của búi của bu mải. À đây, pín của thay quầy lơ đúng không, của bu mải, được chưa? Đấy nhá, táo đắt quá tôi không mua. Rồi. À, chén nào, Bùi Thu Huyền hôm nay nói được chưa? Đọc cho cô các cụm này xem nào. Được rồi ạ. Ừ rồi. Quay. Thai quay lơ. Cô đọc thử kiểu được cái
cái cách đọc cái từ thay quê lơ cho thần thái cũng thay quê lơ đúng không, thay quê lơ đấy nhá, mình thể hiện cái cảm thán thay quê lơ nó hay hơn, thôi cái chữ l đi xuống một tí đấy thì nó sẽ thay quê lơ, thay quê lơ tính của thay quê lơ của bố mãi của bố mãi của bố mãi rồi ok đấy. Bạn khác nào? Hứa Phương nào? Hà Phương? Thái quê lơ. Bính của thái quê lơ của bu mãi. Ừ, của bu mãi. Được chưa? Rồi, ok. Vậy đối lập với đắt thì chúng ta có từ gì đấy ạ? Rẻ, đúng không? Vậy rẻ trong chung nói là gì đấy ạ? Khẻ ni. À, chúng ta từ khẻ ni nhá. Rẻ. Vậy sau khi mà chúng ta gọi là cảm thán thốt lên là gì? Đắt thế đúng không? Câu sau sẽ hay nói là cái gì đấy? Rẻ hơn một chút đúng không? Bán rẻ thôi. Bán rẻ thôi. bán rẻ thôi. Hoặc là hay có câu là đắt thế, rẻ hơn một chút đi đúng không? Mình hay hỏi như thế. Vậy thì cái từ mà rẻ hơn một chút thì mình sẽ nói như thế nào? Đây, vậy chúng ta sẽ học luôn cái kết cấu này. Chúng ta có một cái kết cấu đó là tính từ cộng với lại cả từ y tẻn nhé. Ở đằng sau ạ. Y tẻn. Ý đẹp nó là từ số 21 đấy, nó chính là cái từ số hay là cái từ mới cuối cùng hay sao, gần cuối cùng đấy. Đấy, chúng ta từ ý đẹp này. Tính từ cộng với ý đẹp thể hiện là như thế nào đấy hơn một chút nhá. Chúng ta sẽ dịch là như thế nào hơn một chút, tính từ cộng ý đẹp. Nào, vậy thì rẻ hơn một chút thì mình sẽ nói như nào đã? Bèn y yi điểm. À đúng rồi, sẽ là bèn y yi điểm, đúng không? Ừ, bèn y yi điểm nhá, rẻ hơn một chút. Đấy, hay là gì ạ? Mệt hơn một chút đúng không? Hôm nay tôi mệt hơn một chút. Đấy, ví dụ thế, mình sẽ nói như nào? Lây y điểm. À, tôi chính hiên của lây y điểm, đúng không? Ừ, mệt hơn một chút. Đấy. Hay là đắt hơn một chút đi, đắt hơn một chút thì sẽ nói như nào? Quỷ y điểm. À đúng rồi, ví dụ nói là táo đắt hơn một chút đúng không? Ừ, táo đắt hơn một chút. Bình của bán bình của quê y tiền. À đúng rồi, bình của quê y tiền. Đấy, được chưa? Rồi ok, nhá, như vậy chúng ta có kết cấu này, tính từ cộng y tiền là như thế nào đấy hơn một chút. Vậy rẻ hơn một chút có được không? Đó, vậy thì cái câu hỏi mà ý kiến, cái từ có được không ở này là đang tính chất là hỏi ý kiến đúng không? Vậy khi chúng ta muốn hỏi ý kiến của tiếng Trung thì người ta sẽ biểu thị là cái gì? Hay dùng từ cái từ gì dễ nhất đây, hảo ma nhá, các bạn sẽ dùng hảo ma ở cuối câu để thể hiện hỏi ý kiến của người khác. Đấy, khi các bạn muốn hỏi xem người khác có đồng ý với ý kiến của mình không, bạn dùng hảo ma. Sau này chúng ta có nhiều cách nói khác nữa, ví dụ khứa ỉ ma hoặc là xính ma, nhưng mà cách đấy chúng ta có thể học sau. Đấy, dễ nhất bây giờ chúng ta dùng là hảo ma. Vậy cả câu này sẽ nói như thế nào? Bèn y yi điểm, hảo ma đúng không? Đấy, bèn y yi điểm, hảo ma. Thế nếu mà các bạn đồng ý nhá, khi các bạn đồng ý với ý kiến của người khác, các bạn sẽ nói là gì? Người ta sẽ hay trả lời là gì nữa? Hảo tọ. Đấy. Khi mà các bạn đồng ý với ý kiến của người khác. Đấy, tiếng Việt là được đấy, ok đấy, hay là vâng cũng được. Nếu mà là gọi là bề dưới đang nói chuyện bề trên đúng không? Mình sẽ nói là vâng, thì mình sẽ nói là hảo tọ. Đấy, người Trung Quốc hay trả lời như thế này. Đấy, nếu các bạn đồng ý nhé. Ồ, hảo tọ. Nếu mà không đồng ý thì là bu hảo tọ hay gì không? Bu hảo thôi, mình sẽ nói là bu hảo thôi. Ừ, đấy. Hoặc là đây, giới thiệu luôn một cách khác nữa này, người ta hay dùng cách này hơn. Hảo tợ thì hay dùng này, thế còn nếu không đồng ý, người ta ít dùng là bu hảo tợ lắm, hay nói như thế này này, dùng từ xính nhá, các bạn dùng từ xính này, nghe từ xính bao giờ không? Đấy. Xính, các bạn dùng từ này cũng được này, xính này là chính là trong từ, chính là chữ kháng trong từ yến kháng đấy, nhưng trong trường hợp này sẽ đọc là xính. Đấy, không được người ta hay nói là bu xính nhá, bu xính. Như vậy, thứ nhất này, cách hỏi ý kiến các bạn có thể dùng là hảo ma. Cách thứ hai các bạn sẽ dùng là xính ma nhá, xính ma. Khi đồng ý thì các bạn có thể nói là hảo tợ, hoặc là không đồng ý thì hay nói là pu xính. Đấy, hay dùng từ này thôi, pu xính.
Rồi, chép xong thì cuối chính chưa? Tiếp theo nào. Quýt rất ngọt cũng rất rẻ nào. Có nhớ từ ngọt không? Ngọt trong tiếng Trung là gì nhỉ? Dạy từ này chưa? Thèm, thèm. Thèm, đúng rồi. Vậy câu này sẽ nói như nào? Chúy chữ gì? Chúy chữ khẩn thèm. Dễ khẩn penny. Dễ, em đổi lên. Dễ khẩn penny. Dễ khẩn penny. Rồi nhá. Chúy chữ khẩn thèm. Dễ khẩn penny. Rồi đọc lại cho cô các câu này nào. Xin mời ai đây? Loan nào. Tiền y y chuyển, hảo má. Chúy dự hẳn chén, dễ hẳn tiền y. Rồi, bạn khác nào? Vũ. Tiền y y chuyển, hảo má. Chúy tự hẳn chén. Chúy tự hẳn chén. Chúy tự hẳn chén. Dễ hẳn penny. Dễ hẳn penny, đúng không? Rồi, ok. Tiếp theo nào, Jin. Đây. Vậy chin ở đây là gì đây ạ? Nhá, chin ở đây các bạn có thể dịch là cân cũng được, nhưng nếu khi dịch là cân các bạn phải dịch chính xác đây là cân của Trung Quốc nhá. Tại sao lại như vậy? Bởi vì một cái chin này hay là một cái cân của Trung Quốc ấy, nó sẽ chỉ tương đương với 0,5 kg thôi nhá các bạn nhá. Đấy. Chin. Nhớ nhá. Một chin của người Trung Quốc ấy ạ, nhá, nhớ này, nó sẽ chỉ tương đương với 0,5 kg thôi. Đấy. Thế nên là khi mà các bạn đi mua ấy ạ, khi các bạn đi mua đồ ở bên Trung Quốc ấy mà các bạn nói là gì mảnh y chin gì gì đó thì người ta sẽ chỉ cân cho 0,5 kg. Đừng bảo người ta cân điêu nhá, không phải ạ, bởi vì cái đại lượng của người ta, một chin hay là cái khác của người ta chỉ tương đương với 0,5 kg thôi, hiểu không chưa ạ? Đấy. Thế còn nếu mà các bạn muốn nói theo kiểu dạng đúng bằng số cân của người Việt nhá, đúng bằng số cân của người Việt đấy ạ, thì bạn sẽ dùng từ này này, chúng ta dùng từ cung chin. Chúng ta có từ cung chin. Đấy. Thì cái từ cung chin này nó mới mang nghĩa là đầy đủ cả 1 kg, được chưa? Nhưng mà người Trung Quốc thì lại rất hay dùng cái đại lượng chin để làm gốc nhá. Người Việt Nam thì sẽ hay nói cung chin, còn người Trung Quốc sẽ hay dùng chin để làm gốc. Khi người ta báo giá là đa phần người ta báo giá của chin hết, tức là báo giá của nửa cân thôi, mình hiểu là báo giá của nửa cân thôi. Đấy. Thì mình phải tự động nhân đôi lên nhá, tự động nhân đôi lên. Đấy. Vậy thì này, chúng ta sẽ có lẻng chin, đúng không? Tức là hai cái chin này này, nó sẽ mới bằng cái gì ạ? Mới bằng y cung chin nhá, mới bằng y cung chin. Đấy. Vậy khi ví dụ cô nói san chin thì theo các bạn người ta chỉ cân thì các bạn bao nhiêu thôi? Cô nói là uống mải san chin. 1,5 kg. Đúng rồi, sẽ chỉ cân cho các bạn 1,5 kg thôi, hiểu rồi chưa? Đấy. Nhưng mà hoặc là mái ủ chin, đúng không? Mái ủ chin thì sẽ chỉ cân 2,5 kg thôi nhá. Đấy. Hoặc là cùng là đại lượng là chin nhá, cùng đại lượng là chin là cân nhá. Nhưng mà ví dụ các bạn mua ở Đài Loan thì nó lại tương đương với 6 lạng thôi các bạn ạ, 0,5 cơ. Nó lại là 0,6 kg cơ. Đấy, nên là mỗi một vùng hay là mỗi một cái khu vực ấy nó có thể là gì quy định cái đại lượng của nó khác nhau. Đây, cái này chúng ta phải để ý. Đấy, phải để ý. Hoặc là sư chin đúng không? Vậy sư chin nó sẽ tương đương với lẻng cung chin, đúng chưa? Đấy. Vậy đây, ví dụ cô cho hai câu ví dụ ở đây. Chẳng hạn các bạn nếu các bạn nói là ủa giao mải y chin khiến của thì người ta sẽ chỉ cân cho các bạn làm sao thôi, 0,5 kg thôi. Còn nếu nói là ủa giao mải y cung chi thính của thì lúc này người ta mới cân cho bạn đầy đủ 1 kg nhá. Đấy, hiểu ý chỗ này chưa? Rồi, Mỹ Anh nào, trong lúc các bạn đọc nhá, đọc lại cho cô tất cả các câu này nào. Đọc cả các cái đại lượng số kia hết đi. Chin. Cung chin. Lẻng chin. Sư chin. 我要买
一斤苹果，我要买一公斤苹果。嗯，hết rồi cô. Ừ rồi, OK. Tiếp nào, Ali nào, lệ. Công chín, chín, 我要买一斤苹果。我要买一公斤苹果。嗯，一公斤苹果，đúng không? Rồi, Thu Huyền nào? Em cô là, 我要买一斤苹果。我要买一公斤苹果。嗯，rồi, OK. Vũ, học lại nữa nào.我要买一公斤苹果啊，一斤苹果。我要买一公斤苹果。嗯，chị Phượng nào? Yên, công yên, lạng yên, sử yên. Vợ giao mại y cung. Vợ.Vợ giao mại y dinh bình của. Đừng đọc là dinh. À, chị ơi, đọc cho em là chin nhá. Chin, di là chờ cơ mà. Chin. Ừ. Vợ giao mại y chin bình của. Vợ giao mại y cung chin bình của. Ừ, rồi, OK. Thế nào cô? Tiếp theo nào, chúng ta có từ pa đúng không? Từ pa này thực ra là mình học rồi đấy ạ. Ừ, học rồi nhá. Pa đặt ở cuối câu để thể hiện cái gì, có ai nhớ không?Đi lì nhé. À đúng rồi. Tức là đặt ở cuối câu để thể hiện người ta gọi là gì đấy ạ? Rủ dê đúng không? Hay là yêu cầu hoặc là đề nghị người khác thực hiện một cái gì đó nhưng mà một cách rất là kiểu thân mật ấy, đúng không ạ? À, thân mật mình hay dịch là đi nhé đấy. Đúng rồi, cái này mình học rồi nhá. Đấy. Nào đọc cho cô mấy câu này xem nào. Ví dụ nói là rủ nhau đúng không? Đi xem phim đi đúng không? Vậy sẽ đọc là gì nhỉ? Truy. Truy khan tiên hình ba. À truy khan tiên hình ba. Rồi đúng rồi. Hay là gì? Bạn uống nước đi đúng không? Sẽ nói là gì thôi?你喝水吧。啊，对，你喝水吧。啊，hay là táo rất là rẻ đấy, mua đi mua đi, đúng không? À, đấy, rủ dê, yêu cầu mời gọi đấy, sẽ nói là gì? 苹果。苹果很便宜。啊，买吧，买吧。啊，đúng rồi,买吧，买吧，đúng không? Nguyễn Thị Huyền nào, đọc lại cho cô các cụ này nhá. Đi khắp tiên lĩnh ba. Ừ. 你喝水吧，苹果很便宜，买吧，买吧。嗯，买吧，买吧，được chưa? Bạn khác nào? Loan. 去看电影吧。嗯。嗯，你喝水吧。嗯。苹果很便宜，买吧，买吧。嗯，买吧，买吧，được chưa?Chị Phượng nào, chị Phượng đọc lại đi ạ.Truy khan tên in ba. Ni khưa xoay ba. Bình của khẩn phèn in mãi ba, mãi ba. Mãi ba, mãi ba, chưa? Cô trong mấy cái phim Trung Quốc ấy, người ta, em không biết là em nghe nhầm hay là người ta nói thế, kiểu lại la, đấy là, không phải là mãi la, mãi la, không phải.Lái lơ, lái lơ, lái lơ. Ừ, được chưa? Lơ kìa. Ừ. Chứ không phải lái la nhá. Lái lơ, lái lơ. Ừ. Có nghĩa là gì? Lái là đến đấy. Lơ là mình đừng có nghĩa là rồi đấy. Ý là tôi đến đây rồi đấy. Hiểu chưa? Tôi đến đây rồi đây. À nhá, tôi đến rồi đây, đến rồi đây. Đấy, lái lơ, lái lơ. Thế là ví dụ như là khi các em đi mua đồ, à đi đến quán ăn đúng không? Gọi mà cho tiểu nhị mang cái đồ gì đấy ra đấy. Thì ông ấy bảo là gì? Ơ, đây tôi đến đây đấy. Thì cái từ này sẽ dùng từ này. Ơ, lái lơ nhá. Chứ không phải là mải ba đâu nhá. Được chưa? Lái lơ. Tiếp theo nào, từ tua chúng ta học chưa? Học rồi đúng không? Ừ, tua học rồi. Tua có nghĩa là gì đấy? Nhiều. Ừ, nhiều. Để học rồi.Nhá, thôi từ này cô không nói lại nữa này. Tiếp, thế đối lập với nhiều chúng ta có từ gì đây? Từ này này, xảo, ít nhá. Xảo, ít. Đấy, đối lập với tua sẽ là xảo là ít ạ.
Nào, vậy ví dụ như là rất ít khi làm cái gì đấy nhá, thì các bạn có thể dùng là gì? Khấn xảo cộng với một cái động từ nào đấy thể hiện là rất ít khi các bạn làm cái gì. Đấy, đây ví dụ nói là gì? Tốt rất ít khi uống nước đúng không? Hà Phương nào đọc cho cô này xem nào. Tôi khấn xảo khơ sủy đúng không? Tôi rất ít khi đi ngân hàng sẽ nói là gì? Tôi khấn xảo suy ngân hàng đúng không? Rồi nào, nị khấn xảo chua sầm mơ Vũ, nị khấn xảo chua sầm mơ. Tôi khấn xảo khơ rượu, đúng không? Thư, nị khấn xảo chua sầm mơ. Nị khấn xảo của khấn xảo khơ nả trá. Khấn xảo khơ nả trá, tôi lệ, nị nơ. Khấn xảo với lão cha, tôi rất ít khi về quê đúng không? Tuyết, nghỉ khấn xảo chưa sớm à? Khấn xảo hơi sủy. Rồi, rất ít khi nước nha. Đấy. Thế như vậy tua là nhiều, xảo là ít. Thế thì tua xảo ghép vào với nhau nó lại trở thành một từ để hỏi trong tiếng Trung nha các bạn nhé. Mang nghĩa là bao nhiêu. Đây là từ để hỏi về số lượng chung chung đúng không? Lần trước mình học một từ để hỏi về số lượng, nhưng mà số lượng nó ít ít nhỏ hơn 10 thì mình hay dùng là cái gì? Chỉ đúng không? Ừ, có từ chỉ đấy, mấy đấy. Đó. Thế còn tua xảo thì là gì? Hỏi cho số lượng chung nhá, bao nhiêu. Vậy bao nhiêu tiền thì mình sẽ nói như nào? Bao nhiêu tiền? Tôi xảo chén. Bạn có bao nhiêu tiền thì sẽ nói là gì? Nǐ yǒu tuō shǎo qiān đúng không? Ừ. Nào vậy khi mà chúng ta muốn hỏi xem là gì, một cái đồ vật gì đấy hay là một cái món hàng nào đấy đúng không, bao nhiêu tiền một cân hay là bao nhiêu tiền một cái, bao nhiêu tiền một cốc đấy, mình có thể hỏi như thế nào. Thì cụ thể ở đây ví dụ các bạn muốn hỏi xem là táo bao nhiêu tiền một cân đúng không, vậy các bạn có thể hỏi như thế nào. Bình của tua xảo chén y chi a y chin cũng được. Ừ, y chin cân ở đây thì tùy các bạn, nếu các bạn ở Trung Quốc nhá, nếu các bạn ở Trung Quốc thì đa phần người ta sẽ dùng là y chin, các bạn có hiểu ý không ạ? Đấy, nếu các bạn đang mua sắm ở Trung Quốc thì người ta sẽ hay dùng là y chin. Thế còn ví dụ mua sắm ở Việt Nam thì các bạn sẽ dùng theo kiểu đại lượng người Việt Nam hay dùng, sẽ dùng là y cung chin. Đấy thì mình tùy vào ngữ cảnh nhá. Đấy, ở đây là mình đang học tiếng Trung thì mình có thể là gì, mình đang đặt ngữ cảnh là mình đang mua tại Trung Quốc đi thì mình sẽ dùng là y chin đi. Thế nhưng mà ý là khi mà nói như là y chin ấy thì cho phải làm sao tự động nhân đôi lên khi người ta báo giá, hiểu chưa? Đấy là mình chỉ tự hiểu thôi. Đấy, còn ở mua bán ở Trung Quốc người ta rất hay dùng y chin để nói, chứ người ta ít dùng y cung chin lắm. Đấy, vậy có thể nói là phím của tua xảo chén y chin, hoặc các bạn hãy thử y chin lên trước cũng được nhé. Phím của y chin tua xảo chén cũng được, tức là táo thì một cân bao nhiêu tiền, thế này cũng được này, thế này cũng được. Đấy. Hay là tương tự nào, ví dụ hỏi cho cô một quả khác đi. Gì nhỏ, Mỹ Anh nào, thích hỏi quả gì thì hỏi xem là cái quả gì đấy bao tiền một cân đúng không? Mẹ ơi, mẹ nhìn nhầm. Quả. Trên tua xảo chén. Rồi, ok. Nguyễn Thị Huyền nào, hỏi cho cô quả gì đây? Dâu tây đi, dâu tây bao tiền một cân thì sẽ hỏi như nào? Dâu tây là cái gì nhỉ? Ai nhớ? Chảo mấy đúng rồi, chảo mấy đúng không? Vậy sẽ nói như nào? Chảo mấy tua xảo chén y gì? Y chin đúng không? Ừ, y chin. Ừ, hoặc là y cung chin gì các bạn?
Đấy nhá. Vũ nào, chuối bao nhiêu tiền một cân sẽ hỏi như nào Vũ? Xiao ví dụ đây, trà sữa bao nhiêu tiền một cốc nào? Cô dạy thêm các bạn cái từ này nhé. Cốc trong tiếng Trung đọc là cái gì có biết không? Từ này pay. Đấy, cho cái từ pay nhé. Các bạn viết này, pay. Pay là cái cốc. Vậy sẽ hỏi như nào, trà sữa bao nhiêu tiền một cốc nào? Nải trà tua sảo chén y bay. Ừ, tuê, nải trà tua sảo chén y bay hoặc nải trà gì y bay tua sảo chén cũng được, đúng không? Đấy nhá, nó có từ bay là cốc. Thì chúng ta có biết cái từ cạn ly, cạn cốc trong tiếng Trung là gì không? Cạn ly. Ừ đúng rồi đấy, canpei, đấy đi uống rượu đấy. Iosan canpei, được chưa? Ờ 1 2 3 jo đấy, được chưa? Đấy, cứ phải dùng từ này nhá, chính là từ canpei này. Canpei. Đấy, thì đấy là cách mà chúng ta hỏi giá tiền của một cái gì đó nhá. Bao tiền một cân, bao tiền một cốc đúng không? Hay là quýt bao nhiêu tiền một cân nào? Xin mời Thu Huyền, Bùi Thu Huyền. Không có đấy à? Tuyết nào, quýt bao nhiêu tiền một cân? Quý dự tua sảo chén y chín. À đây đúng rồi nhá, chú sự tua sảo chén y chín đúng không? Hay là y cung chín cũng được, tùy các bạn đúng không? Nếu mà chúng ta ở Việt Nam thì dùng y cung chín, ở Trung Quốc thì hay dùng là chín nhá. Rồi, hoặc là gì đây ạ? Chúng ta có thể kết cấu câu khác đi. Công ty bạn có bao nhiêu người? Nào, công ty bạn có bao nhiêu người thì mình sẽ nói như nào? Nǐ gōng shì duō shǎo rén? À, đúng rồi, đúng rồi. Nǐ gōng shì yǒu, ừ nhá, nǐ gōng shì yǒu duō shǎo rén. Nào, nǐ gōng shì yǒu duō shǎo rén? A Phương, Phương. Thì công sư hiểu bao nhiêu lần? Ừ rồi, nói cho cô đi. Thì tới công sư hiểu bao nhiêu lần? Của công sư hiểu... Em không biết có bao nhiêu người. Ủa, em không biết tao đúng không? Ừ nhá. À vâng, chị Phượng. Thì tới công sư hiểu bao nhiêu lần? Của công sư hiểu... y sử ủ rấn. À, 15 người đúng không ạ? À, nhá, uống sư yếu sử ủ rấn. Thì nhà bạn khác nào? Thế A Sơn Thư, thì cung sư yếu tối sảo rấn? Ủa cung sư yếu ơ sứ san rấn. Ồ, yếu ơ sứ san cơ rấn đúng không? 23 người. Vâng. Hoặc là bạn có bao nhiêu tiền đúng không? Thì có từ tua sảo nhá. Rồi, tiếp theo nào? Có từ gì đấy ạ? Khoai. Ừ, khoai là cái gì ạ? Khoai này là mình dịch là đồng, nhưng mà đồng này không phải là đồng Việt Nam nha các bạn nhé. Mà đồng này là đồng gì? Đồng tệ, đồng nhân dân tệ. Đấy. Đây là cái gọi là cái đại lượng hay là cái đơn vị
dùng để nói tiền tệ của Trung Quốc thì gọi là khoai. Vậy thì y khoai đúng không? Y khoai tức là gì? Một đồng tệ của nó. Một đồng tệ của nó có biết là tương đương với bao tiền Việt không ạ? 3.800 gì đấy. Nó tùy từng thời điểm đúng không? Ừ, mình cứ lấy mức trung bình là khoảng độ 3.500 để cho nó tròn nhá. Đấy. Takai gì ạ? San chen ú bảy đúng không? Takai san chen ú bảy Yuan án tuân đấy. Yuan án tuân thì gọi là Việt Nam đồng. Đấy. Thế còn khoai thì là gì đấy ạ? Nhân dân tệ nhá, tệ. Khoai. Nào ví dụ nói là táo 20 tệ một cân đúng không? Ừ, ví dụ đang tiêu tiền của Trung Quốc đây, mua ở Trung Quốc, Mỹ Anh nào, vậy con này sẽ nói như nào? Táo 20 tệ một cân. Bình quả 20 khoai y chín. Đúng rồi nhá, bình quả 20 khoai y chín đúng không? Như vậy nếu mà 20 khoai y chín thì nếu mà để mua tròn một cân giống của Việt Nam thì nó phải là rơi vào bao nhiêu? 40. Đây nó phải là 40 khoai y cung chín đúng không? Ừ, đấy, như vậy khi người ta báo giá như này mình tự động nhân đôi lên nhá thì nó mới ra tròn cân của Việt Nam mình được. Đúng rồi. Đấy, như vậy là sẽ là 40 tệ mà 1 kg thì nó sẽ khoảng giờ sẽ là 132, 150 một cân táo đúng không ạ? Ừ, đấy. Hay là gì tôi có 50 tệ đúng không? Thì sẽ nói như thế nào? Tuyết, tôi có 50 tệ nào? Của dầu 50 khoai. Đúng rồi, uống rượu ủ sứ khoai hoặc các bạn có thể thêm từ chén này cũng được này. Uống rượu ủ sứ khoai chén cũng được. Ừ, đấy, uống rượu ủ sứ khoai chén. Đấy, như vậy chúng ta có từ khoai nhá là đồng tệ của Trung Quốc. Đọc lại cho cô các câu này một lần nữa nhá. Loan nào. Bình quả 20 khoai y chín. Uống rượu ủ sứ khoai chén. Rồi, Nguyễn Thị Huyền nào. Bình quả 20 khoai y chín. Uống rượu ủ sứ khoai chén. Đọc là ủ nhá, ủ sứ khoai. Ủ sứ khoai chén. Rồi, ok. Chị Phượng ạ. Vâng. Cú Trai ạ. Thế thì chắc rồi đây đọc lại cho em nào. Bình quả 20 khoai y chín. Uống rượu ủ sứ khoai chén. Rồi ok. Trong sách của các bạn cô cái bên cạnh cái từ khoai cô còn mở rộng nó có cái từ gì đấy ạ? Có cái từ gì đấy? Yuán. Yuán. Vậy khoai với yuán có khác gì nhau không các bạn? Về nghĩa nhá, về nghĩa thì là hoàn toàn giống nhau, không có gì khác biệt cả, không có gì khác biệt cả. Thế tuy nhiên cái này nó khác biệt ở cái cách sử dụng, tức là sao? Khoai là người ta nói là sẽ hay được sử dụng trong văn nói thôi, tức là giao tiếp đời sống hàng ngày thôi. Ví dụ chúng ta đi ra chợ chúng ta mua bán nói chuyện với nhau thì các bạn sẽ dùng là khoai. Thế còn yuán là nó sẽ được thể hiện bằng văn bản và giấy tờ nhá. Ví dụ khi các bạn ra ngân hàng các bạn kê khai số tiền ở trên giấy, trên các cái gọi là tờ kê khai của ngân hàng ấy thì các bạn phải dùng yuán. Đấy. Hoặc là ví dụ khi các bạn soạn thảo hợp đồng mà có cái số tiền trên đấy mà thể hiện là ví dụ 5.000 tệ đúng không, hay là 3.500 nhân dân tệ đấy, thì khi mà các bạn thể hiện bằng văn bản giấy tờ là các bạn phải thể hiện hết bằng yuán, phải chưa? Hoặc là các bạn cứ để ý mua những cái quần áo của Trung Quốc ấy, các cái mác ấy, trên các cái tem mác của nó ấy, bao giờ nó có để hiện cái giá đấy, và đằng sau cái giá ví dụ nó sẽ ghi là ơ sứ san yuán, chứ người ta không có ghi là ơ sứ san khoai đâu đấy. Vậy thì tất cả những gì thể hiện bằng văn bản giấy tờ viết thì người ta dùng là yuán, thế còn nói thì sẽ dùng là khoai, hiểu không? Thế thôi, nó chỉ khác nhau về kiểu cách sử dụng như thế thôi. Còn lại là gì, ý nghĩa thì giống nhau nhé. Đấy, hiểu ý không? Rồi, vậy đây, cô giới thiệu cho các bạn, chúng ta nhìn qua cái hình ảnh đây này. Chiêu dân mì pi, đây chính là nhân dân tệ đây này. Đấy. Cái đồng nhỏ nhất chính là y khoai đúng không? Ừ, y khoai. Một tệ. Đấy. Tha chư sấy, chư tao mà, tha chư sấy. Chư tao. Ông này là ông nào có biết không? Chư sấy nhỉ? Mao Trạch Đông. Tuổi Máu Chứa Tung, đúng rồi. Ông này là ông Mao Trạch Đông đấy ạ. Tên tiếng Việt là Mao Trạch Đông. Tiếng Trung sẽ đọc là Máu Chứa Tung nhá. Máu Chứa Tung. Đấy. Y khoai này này. Y khoai nhá. Một tệ. Đây là gì đấy ạ? Ủ khoai. Đấy, trên một tệ sẽ có mệnh giá ủ khoai 5 tệ. Đấy, 5 tệ tương đương khoảng bao tiền? Nếu mà nhân với giá 3.500 thì nó rơi vào khoảng tầm độ sẽ là 5.315 đúng không? 18.000 đúng không? Tầm độ đấy. 17-18.000 đấy. Sứ khoai. Đấy, sau đó mệnh giá sẽ có mệnh giá sứ khoai. Nó sẽ đưa khoảng 35.000 đúng không? Sứ khoai ạ, khoảng độ 70-80.000 gì đó. Ủ sứ khoai là khoảng độ 170-180 gì đó đúng không? Và 100 tệ thì sẽ tương đương với khoảng độ 350 của mình. Đấy. Thế đây là đồng to nhất nhá, y bải khoai.
Đấy, thì nhìn sơ qua cái hình ảnh của nó là nhỡ mà có đi Trung Quốc du lịch đúng không? Nó biết tiền tiêu nhá. Thế ngoài những cái mệnh giá bằng tiền giấy ra, 6 cái mệnh giá bằng tiền giấy này ra này, thì nó có phát hành ở tiền xu nữa. À, nhưng mà tiền xu thì chỉ có mệnh giá 1 tệ và dưới 1 tệ thôi. Đấy, thì đây là mệnh giá 1 tệ đây này, y khoai này. Đấy. Ngoài dưới 1 tệ ra nó còn có cái đại lượng này nữa này các bạn này, máu nhá. Máu nữa. Đấy, các bạn có thể ghi thêm từ này vào. Vậy 10 cái máu này này các bạn này, mới bằng y khoai. 10 cái máu này mới bằng y khoai tức là gì? 10 cái hào, từ này hay dịch là hào. Máu dịch là hào. 10 cái hào này mới bằng 1 tệ. Đấy, mới bằng 1 tệ nhá. À, sau đó thậm chí là dưới máu nó còn có cái đại lượng gì nữa, phân nữa cơ. Đấy, rất là nhỏ. Cái này ít dùng lắm, ít dùng, đúng chưa? Đấy, phân. Như vậy 10 cái phân này thì mới bằng 1 máu và phải tương đương là gì? 100 cái phân này mới bằng gì? Mới bằng 1 khoai, đúng không? Đấy nhá. Vậy dưới khoai còn có máu và phân nữa, nhưng mà hai đại lượng này thì nó khá là nhỏ nên là thôi chúng ta có thể là không cần học được. Dùng khoai thôi, y khoai đã là nhỏ lắm rồi, đúng không? Cái tờ y khoai này có thấy nó màu màu giống cái tờ 100 đồng của mình ngày xưa ấy, các bạn có nhớ không? Có bạn nào biết cái tờ tiền 100 đồng ngày xưa không? Không ạ. Không à? Biết tờ 10.000. À thế à? Thế á? Huyền là sinh năm 2000 mấy mà lại không biết nhỉ? Em 201 ạ. 201. Ồ, 201 thế là xem là cô hơn 9 tuổi. Ừ, thế chắc cũng có thể là không biết thật. Đấy, ngày xưa cái đồng 100 đồng của mình cô thấy cái màu nó giống giống như cái màu của y khoai đây này. Đấy. Cái tờ 200 là màu nó cánh cánh, 200 nó giống giống cái màu cảm giác nó hơi giống cái đồng 20 tệ một chút này. Đấy. Chắc là bọn em chỉ biết cái đồng 10.000 là màu đỏ đỏ giống như cái tờ 100 tệ thôi đúng không? Vâng. Ờ đấy. Màu hình hóa vô tiền tệ thì tốt. Ơi. Màu hình hóa vô tiền tệ trên TikTok có biết hết số tiền. Hình hóa vô tiền tệ. Đấy nhá. Bây giờ bạn nào mà có những cái đồng 100 đồng ngày xưa bây giờ là tiền cổ đấy, đúng không? Bán khi có giá trị ghê ấy. Ai còn lưu giữ không? Em có hai tờ. À thế à? Em mang ngay đến Hùng bà, định giá một đại tiền. Bạn đấu giá được đúng không? Không đúng, mài vài chục năm nữa thôi là có khi là đấu giá được đấy, đúng không? Đấy nhá, rồi ok. Tiếp theo nào, chúng ta có từ gì đấy ạ? Khái. À, khái. Từ này người ta được xếp vào dạng là phó từ nha các bạn nhé. Thế nên là bao giờ nó cũng phải cộng thêm với động từ hoặc là tính từ nữa. Đấy. Phó từ là gì? Nó chỉ là yểm trợ thôi, gọi là bổ trợ cho động từ và tính từ thôi. Thế nên là bao giờ nó cũng phải cộng thêm với động từ tính từ. Đấy. Và vị trí của nó sẽ hay đứng ở đâu nhỉ? Sau chủ ngữ và trước động từ tính từ nhé. Mang nghĩa là gì đấy ạ? Còn hoặc là vẫn. Đấy. Còn hoặc là vẫn nhé. Từ này chúng ta đã gặp trong cái từ gì rồi? Nó học rồi đấy. Từ gì? Hái mấy? Ừ đúng rồi, hái mấy đấy, đúng không? Hái mấy mình dịch là vẫn chưa đấy, đúng không? Đấy, như vậy hái có nghĩa là vẫn, mấy thì là chưa trong trường hợp đấy. Hái mấy là vẫn chưa. Nào, tôi vẫn chưa ăn cơm, Vũ sẽ nói như nào? Có biết không? Tôi vẫn chưa ăn cơm. Hái mấy chi pha. Của hái mấy chi pha. Ờ, chưa phan nhá. Vâng. Của hái mấy chi phan, đúng chưa? Ừ, đấy. Hay là gì? Tôi vẫn rất yêu cô ấy nào, Vũ dịch tiếp đi xem nào. Tôi vẫn rất yêu cô ấy. Ủa hái mấy đâu khẩn không có mấy nữa, không có mấy nữa. À ủa hái khẩn thôi. Ủa hái khẩn ái tha. Ai chứ phải ái nhá. Ủa hái khẩn ai tha. Ai tha. Ừ, hái quái khẩn ai tha, được chưa? Hay là gì? Bạn còn mua gì không nào? Xin mời bạn khác nào. Mỹ Anh, bạn còn mua gì không thì mình có thể dịch như nào? Nỉ khải. Nỉ khải mãi. Cũng được, hoặc là nỉ hái mãi sớm mơ ma thôi là được nhá. Nỉ hái mãi sớm mơ ma. À, bạn còn mua cái gì không? Đấy, dịch lần lượt thôi. À, cái này dịch lần lượt thì bình thường. Đấy. Vậy chúng ta tự khái nhá. Hay là gì? Bạn còn muốn uống gì nào? Gì nhờ chị Phượng, bạn còn muốn uống gì sẽ có thể nói như nào? Chị bật mic lên, chị để vừa tắt mic đi đấy. Nhà nỉ khái. Vâng, con uống hả cô? À, bạn còn muốn uống gì? À, nỉ khải mấy khưa. Không có mấy nữa. Nỉ hái dao chứ muốn mà. Nỉ muốn dao. Dạ, nỉ khải dao khưa sẩn mơ. À, đúng rồi, nỉ hái dao khưa sẩn mơ, đúng không? Ừ, đấy.
Anh còn thích em không đúng không? Thì nhà Thư. lần lượt thôi đúng không? Nǐ hái xǐ huān wǒ ma, được chưa? Ừ đấy nhá. Nó định bảo thích rồi nhưng mà hỏi hỏi này xong nó không thích nữa. Chưa. Rồi, Huyền nào, Huyền có câu gì không? Bùi Thu Huyền. Dùng cho cô đặt cho cô một câu với từ hái xem nào. Từ hái à? Chuyên xí em vẫn còn đi học đúng không? Cũng được. Hà Phương có câu gì không? Em suy nghĩ ra. Suy nghĩ ra. Ví dụ nói là gì đây? Thế gì nhỉ? Bạn là còn thích học tiếng Trung không đúng không? Thế sẽ hỏi như nào? Bạn còn thích học tiếng Trung không? Nǐ hái xuế xí. Đấy thì đây chúng ta có từ khái nhá, vẫn hoặc là còn. Tiếp theo là có từ gì đấy ạ? Pía tọ. Pía tọ. Pía tọ này, thứ nhất này, bản thân pía tọ là sử dụng giống như một cái kiểu người ta gọi là đại từ hoặc là danh từ cũng được nhá, mang nghĩa là cái khác. Đấy, bản thân nó mang nghĩa là cái khác. Đấy. Vậy ví dụ câu này, bạn còn mua cái khác không đúng không? Chẳng hạn đi mua đồ đấy. Thế sau khi mua một loạt rồi, thế bác bán hàng sẽ hỏi thêm là thế cháu còn mua cái khác không? Vậy thì gì nhỉ? Hỏi như nào? Nǐ hái mái pía tọ ma. Đúng rồi, bạn còn mua cái khác không? Đấy, thì có từ pía tọ là cái khác. Hay là gì, bạn có bán cái khác không đúng không? Bán cái khác thì sẽ nói như nào? Nǐ hái mài pía tọ ma. Đúng rồi, nǐ hái mài pía tọ ma, đúng không? Người khác là pía tọ rấn hả cô? Đúng rồi, đây nhá, một lát nữa cô San đang định nói cái này đây. Vậy này, pía tọ thứ nhất là gì đây ạ? Nó mang nghĩa là cái khác. Ngoài ra này, nó sẽ có một cái kết cấu như thế này nữa, đó là pía tọ đằng sau sẽ cộng thêm với một danh từ nhá. Đấy, pía tọ này, thằng pía tọ đấy nhá, đằng sau sẽ cộng thêm với một danh từ mang nghĩa là cái gì gì đấy khác. Đấy, lúc này thì cái từ pía tọ chỉ dịch là khác thôi nhá, pía tọ chỉ dịch là khác thôi. Và nhớ là nó phải đứng trước danh từ. Đây, cô lấy ví dụ như chúng ta có từ hoa quả khác, đúng không? Hoa quả khác. Vậy hoa quả đây là danh từ chính này. Khác đấy sẽ là pía tọ, vậy mình sẽ phải nói như nào? Pía tọ suối của. Đúng rồi, phải nói pía tọ lên trước nhá. Pía tọ suối của, nhớ là pía tọ cộng danh từ nhá. Đấy, biểu thị là cái gì gì đó khác. Pía tọ suối của hay là công ty khác nào? Công ty khác có thể nói như thế nào? Pía tọ công sư. Pía tọ công sư, đấy đúng rồi, và tương tự như người khác đúng không? Vậy sẽ nói là pía tọ rấn. Và riêng cái từ này thì người ta hay lược bỏ chữ tọ đi, người ta chỉ nói là pía rấn thôi cũng được. Các bạn nói pía tọ rấn vẫn đúng nhá, vẫn đúng. Nhưng mà người ta hay lược bỏ cái chữ tọ đi trong trường hợp này, sẽ nói là pía rấn thôi. Dịch là người khác. Đấy. Tha ai pía rấn lơ là gì có biết không? Tha ai pía rấn lơ? Tha ai? Anh ấy yêu người khác. Anh ấy đã yêu người khác rồi đúng không? Tha ỷ chinh ai pía rấn lơ, được chưa? Đấy, hiểu có từ pía rấn nhá. Hiểu cái kết cấu pía tọ này chưa? Pía tọ cộng với thêm một danh từ khác. Hay là công việc khác thì có thể biểu đạt như thế nào? Công việc khác nào? Pía tọ cung chua. Pía tọ cung sư là công ty khác. Đấy, pía tọ cung chua, hiểu chưa? Pía tọ yến tháng đúng không? Pía tọ yến tháng thì là gì?
ngân hàng khác. Ủa mất truy biến tạo ỉn hàng ba đúng không? Chúng mình đi ngân hàng khác đi. Đấy, mình có từ biến tạo nhá. Hiểu ý từ này chưa? Lệ nào? Lệ đọc lại cho cô các cụm này nhé. Nì hái mải bía tợ ma. Bía tợ suối của. Bía tợ cung sư. Bía rấn. Bía rấn. Bạn khác nào? Mình Nguyễn Thị Huyền nào? Đọc lại cho cô. Đọc lại cho cô đi. Nỉ khái mải bấy tợ ma. Bấy tợ sấy quả. Bấy tợ cung sư. Bấy rấn. Bía nhé, đừng đọc bế. Bía rấn. Bía rấn. Bía rấn. Rồi, bạn khác nào? Bùi Thu Huyền. Ủa, bía tợ. Nỉ khái mẩy, nỉ khái mẩy bía tợ ma nào là mải nhá, nỉ khái mải. Nỉ khái mải bía tợ ma. Bía tợ. Bía tợ suối của. Suối của. Bía tợ suối của. Bía tợ cung sư. Bía tợ rấn. Bía rấn. Bía rấn, bía tợ rấn cũng được. Tiếp theo nào, chúng ta có từ chẩn mơ nhé. Chẩn mơ. Ngày trước chúng ta học một từ là từ gì nhỉ? Chẩn mơ giăng, các bạn có nhớ không? Chẩn mơ giăng. Thế chẩn mơ giăng cũng dịch là gì, như thế nào? Thế cái từ chẩn mơ này cũng dịch là như thế nào? Thế thì hai từ này có gì khác nhau không? Đấy, biết đi. Vậy này, lần trước mình học từ chẩn mơ giăng ấy. Chẩn mơ giăng là sao? Thứ nhất là về vị trí nhé, về vị trí này. Thì chẩn mây nhăng nó là một từ độc lập rồi và nó sẽ hay đứng ở cuối câu. Chẩn mây nhăng thì gần như là luôn luôn đứng ở cuối câu, biểu thị cái gì ạ? Hay là để hỏi cho cái gì, người ta gọi là hỏi cho tính chất và trạng thái nhá, hỏi cho tính chất và trạng thái của sự vật, sự việc hoặc là con người. Ví dụ hỏi cho là sức khỏe của bố bạn như thế nào, tức là xem hỏi xem bố bạn có khỏe hay không khỏe này. Công việc của bạn như thế nào là gì ạ? Hỏi xem là công việc của bạn có bận hay là không bận, hay là mệt hay là không mệt, đúng không? Đấy, thì đấy là hỏi về cho tính chất và trạng thái của sự vật, sự việc. Thế còn từ chẩn mơ này này thì cách sử dụng của nó sẽ là như nào? Chẩn mơ không bao giờ đứng một mình cả, bao giờ cũng phải cộng thêm một động từ nữa nhá. Chẩn mây nhăng thì nó đứng một mình và nó đứng ở cuối câu, nhưng mà chẩn mơ thì này thì không, bao giờ cũng phải cộng thêm một động từ nữa. Mà nó sẽ hỏi cho cái gì ạ? Cái này nó không hỏi cho tính chất trạng thái, mà nó sẽ hỏi cho cái gì? Người ta gọi là hỏi cho phương thức này, cách thức hoặc là phương pháp để thực hiện cái động từ đấy, hay là để thực hiện cái động tác đấy nhá. Đấy, và khi dịch các bạn sẽ hay dịch là làm cái gì đấy như thế nào. Đấy, làm một cái việc gì đấy như thế nào, tức là hỏi về phương pháp để làm cái việc đấy, hay là hỏi về cách thức để thực hiện cái hành động đấy, nó như thế nào. Nó khác với cả cái từ chẩn mây nhăng. Chẩn mây nhăng chỉ hỏi cho tính chất trạng thái thôi. Đấy. Thế đây là cái cách sử dụng của từ chẩn mơ nhé. Luôn luôn đằng sau phải đi thêm một động từ nữa. Đây, ví dụ cô có từ này, đó là từ chẩn mơ xuế, đúng không? Học như thế nào? Đấy. Vậy cái câu này nghĩa là sao? Cô có hai câu nhé. Ví dụ, han ví chẩn mơ giăng và han ví chẩn mơ xuế. Các bạn cho thêm vào. Đây, ví dụ cô lấy hai ví dụ này. Thì theo các bạn sẽ hỏi như thế nào? Hai câu này khác nhau như thế nào? Han ví chẩn mơ giăng thì hiểu là gì? Chúng ta đang muốn hỏi xem là gì? Cái tính chất, đúng không? Cái tính chất của tiếng Trung là gì? Nó khó hay nó dễ? Nếu các bạn nói là han ví chẩn mây nhăng, nỉ chuế tợ han ví chẩn mây nhăng, bạn cảm thấy tiếng Trung như thế nào? Tức là đang muốn hỏi xem là gì? Cái cảm nhận của chúng ta về tiếng Trung là nó khó hay nó dễ? Đấy, đúng không? Thế còn nếu mà nói là gì? Han ví chẩn mơ xuế thì nó hiểu là gì ạ? Học như thế nào là gì? Tức là chúng ta đang muốn hỏi về cái phương pháp học, cái cách thức học là học cái tiếng Trung này như thế nào? Tức là học xem là phải học từ vựng trước hay là học từ mới trước, đúng không? Hay là phải viết như thế nào để cho nó dễ nhớ? Đấy, tức là mình hiểu nôm na là gì? Chẩn mơ xuế có nghĩa là mình đang muốn hỏi về cách mà chúng ta học tiếng Trung, đúng không? Còn chẩn mơ giăng chỉ mang tính chất là gì thôi, hỏi về cái độ khó hay dễ của nó thôi. Đấy, hiểu hai cái này chưa? Nhá. Hay ví dụ mình có từ chẩn mơ truy, đúng không? Đi như thế nào tức là sao? Ví dụ chúng ta muốn đi ngân hàng hay chúng ta muốn đi Hà Nội. Đúng rồi, là chúng ta đang muốn hỏi về cái gì? Hỏi về phương thức chúng ta đi. Đúng rồi, phương tiện ấy. Đúng rồi, nói cái khác là hỏi về phương tiện.
xem là đi bằng cách nào, đúng không? Đi bằng phương thức nào? Đi xe máy hay là đi ô tô hay là đi xe buýt chẳng hạn như thế. Đấy thì mình sẽ dùng từ chẩn vô tri, hiểu đúng không? Đấy nhá. Hay ví dụ như động từ chua là làm, đúng không? Chẳng hạn hôm nay sếp bảo là làm cái báo cáo này, bây giờ làm sao? Chúng ta không biết phải làm như thế nào, chúng ta sẽ hỏi là chẩn mơ chua. Đấy, chẩn mơ chua tức là làm một cái công việc gì đấy như thế nào, cụ thể là cách làm của nó như thế nào. Đấy thì mình sẽ dùng chẩn mơ chua này, đúng không? Hay mẹ bảo là nấu món cá kho, thịt kho tàu, đúng không? Không biết là bây giờ phải nấu cái món này như thế nào. Đấy, sẽ hỏi là chẩn mơ chua. Thế bây giờ phải nấu nào, làm nào? Đấy, hiểu được không? Hỏi về cách làm, đúng không? Đấy nhá. Hay ví dụ chúng ta có động từ nói là gì, nó là bổ sung thêm từ này này, nói cho người Trung đọc là sure nhá, để đọc là sure. Đấy, chúng ta có động từ sure là nói này. Đấy, xem trong phim thấy có bao giờ người ta hay hỏi là nì sure sờ mơ không? Nghe bao giờ chưa? Nì sure sờ mơ à? Nói gì đấy, đúng không? Nì sure sờ mơ. Đúng rồi. Đấy, chúng ta có từ sure là nói. Đấy. Vậy ví dụ như chẳng hạn như là gì? Các bạn nhìn thấy một chữ Hán, đúng không? Các bạn nhìn thấy một chữ Hán, các bạn không biết là cái chữ này phải nói như thế nào, đọc như thế nào. Các bạn có thể hỏi là sờ mơ sure, đúng không? Ừ, sờ mơ sure. Hán chữ, chữ cơ hán chữ chẳng có sure. Cái chữ Hán này thì nói như thế nào? Đấy. Hay vì một cái từ nào đấy, các bạn chẳng hạn muốn hỏi là từ uống rượu trong tiếng Trung là gì, đúng không? Các bạn không biết, các bạn sẽ nói là lào sư, đúng không? Uống rượu chẳng có sure. Thế cái từ uống rượu thì phải nói như thế nào? Đấy, hình dung chưa? Thì mình dùng từ này nhá. Thì đấy là chẳng mơ nhá. Đấy. Có thể kết cấu kết hợp với bất cứ một động từ nào khác. Hay là bán như thế nào, đúng không? Ừ, ví dụ như là thay vì hỏi là cái này bao nhiêu tiền một cân nhé, chúng ta cũng hay hỏi là gì? Thế cô ấy táo bán thế nào, đúng chưa? Đấy, vậy cái từ bán như thế nào dùng là gì? Mai, chẩn mơ mai. Đúng rồi, phải nói là chẩn mơ mai nhé. Nhớ là chẩn mơ phải đứng trước động từ nhá, được chưa? Như vậy sẽ nói là chẩn mơ mai. Đấy, đúng rồi. Thính của chẩn mơ mai, đúng không? Hay là trí dự chẩn mơ mai. Thay vì nói là tôi sợ chén y chin hay là y cung chin gì đó. Rồi, Loan nào, Loan đọc lại cho cô các cụm này nhé. Chẩn mơ suế, chẩn mơ truy, chẩn mơ chua, chẩn mơ sơ. Rồi, ok. Bạn khác nào? Nguyễn Thị Huyền. Chẩn mơ suế, chẩn mơ truy, chẩn mơ chua, chẩn mơ sơ. Rồi, bạn khác nào? Vũ. Sẩn mơ, sẩn mơ xuế, sẩn mơ. Đừng đọc là sẩn nhá em ơi, chẩn ạ, chẩn mơ xuế. Chẩn mơ xuế, chẩn mơ truy, chẩn mơ chua, chẩn mơ nhỉ, chẩn mơ chua. Chẩn mơ chua và chẩn mơ xua, đúng không? Rồi hiểu từ chẩn mơ chưa? Tiếp theo nào, chúng ta có từ ý cung. Cái từ này các bạn đổi lên nhé, đọc là ý cung. Tổng cộng. Ý cung. Vậy ví dụ sau khi mua một loạt đồ rồi, đúng không? Sẽ hỏi là gì? Tổng cộng bao nhiêu tiền đấy? Thì sẽ nói như nào thôi. Ý cung tua sảo chén. Đúng rồi, ý cung tua sảo chén thôi, đúng không? Ý cung tôi hỏi chén thôi. Hay là gì? Ví dụ hỏi là bạn tổng cộng có bao nhiêu tiền đi? Nào, bạn tổng cộng có bao nhiêu tiền? Mình sẽ nói như nào thôi? Nǐ yī gōng. Nǐ yī gōng. Yǒu. Yǒu duō shǎo qiān. Đúng. Nǐ yī gōng yǒu duō shǎo qiān, đúng không? Đấy nhá. Đại loại chúng ta muốn hỏi xem là tổng cộng cái gì đó, đúng không? Tiếp theo nào, chúng ta có từ chảo ạ. Chảo nhé. Thế này các bạn nhìn thấy phát hiện nó dần gần giống với chữ gì? Chén, tiền, của. Đúng rồi, có thể giống với từ tiếng là con hai phía. Giống nhất là với từ ủa, đúng không? Giống nhất với từ ủa đấy. Ủa nó khác như thế nào thôi. Đây này, cứ viết lại chữ ủa cho mình xem. Đây là ủa này. Đấy.
Vậy ủa là nó có thêm cái này đúng không? Nó thêm cái này này. Đấy, với lại cái chỗ này nó là nét liền. Còn chỗ này nó là gì? Không có cái này mà nó là nét rời nhá. Thì là chảo. Vậy chảo có những nghĩa gì? Trong cái bài mua bán nhá, trong cái bài mua bán này thôi thì chảo sẽ mang nghĩa là thối lại tiền thừa, hay có nghĩa là trả lại tiền thừa đấy. Miền Nam gọi là thối lại đúng không? Ví dụ chúng ta đi mua hết độ 14.000 hay là 14 tệ mà đưa cho bà bán hàng 20.000 hoặc là 20 tệ đúng không? Thì người ta sẽ phải trả lại cho mình gì ạ? 6 tệ đấy hay là 6.000. Đấy, thì cái động từ trả lại tiền thừa đấy mình sẽ dùng từ chảo này nhá. Ví dụ anh ấy trả lại tôi 4 tệ đúng không? Tha cháu của sư khoai chén. À, tha cháu của sư khoai chén. Đấy, mình sẽ nói như vậy thôi. Nhưng mà cái nghĩa này không phải nghĩa chính. Nghĩa này chỉ dùng trong ngữ cảnh là đi mua bán thôi. Thế còn cái nghĩa chính của từ chảo này nó phải là gì ạ? Nghĩa số 2 mang nghĩa là tìm hoặc là tìm kiếm cái gì nhá. Đấy, chảo. Tìm hoặc là tìm kiếm cái gì đó. Ví dụ hỏi bạn tìm ai đúng không? Bạn tìm ai vậy? Mẹ sẽ nói là gì đấy? Ni chào sấy. Ờ đúng rồi, ni chào sấy, đúng chưa? Ờ ni chào sấy. Hay là gì? Bạn tìm gì vậy đúng không? Bạn tìm cái gì vậy? Sẽ là gì? Ni chào sấm mơ. Đúng không? Ừ, nào, tôi tìm sách tiếng Trung thì sẽ nói như nào? Của chào Trung quấn su. Ờ, đây. Của chào Trung quấn su. Đúng không? Ừ, đấy nhá. Của chào Trung quấn su. Thì đấy là tìm. Đọc lại cho cô nào. Hà Phương. Ta chào của sư khoai sư khoai xuyến. Ni chào sấy. Ni chào sấy. À, ni chào sấy. Ni chào sấm mơ. Của chào Trung Quấn Xu. Chào Trung Quấn Xu, được chưa? Anh khác nào? Bùi Thu Huyền. Trong cô ạ. Chào. Ta chào của sư khoai chén. Ni chén nhé. Dạ. Ta chào. Của sư khoai chén. Ni chào sấy. Ni chào sấn mơ. Wo chào Trung Quấn Xu. Wo chào Trung Quấn Xu, được chưa? Rồi. Tiếp theo là cái từ y tiện này nãy cô nói rồi nhá. Chúng ta có từ lẻng ạ. Lẻng là cái gì đấy ạ? Hai. Vậy lần trước trong cái bài số tiền đúng không? Số tiền thì lẻng hay để dùng nói về cái gì? À tức là lẻng sẽ dùng để nói về những đại lượng nào? Từ hàng nào trở lên thì hay dùng lẻng nhỉ? Trăm, hàng trăm. Ừ, hàng trăm thôi nhá. Đó. Thế là lúc nãy cái bài trong cái bài kiểm tra ấy, có rất nhiều bạn có cái câu là hình như là 250.000 đúng không? Ừ, 250.000. Đấy. Tại sao các bạn không được dùng là lẻng chứ? Bởi vì gì ạ? Lúc này chúng ta đọc theo kiểu hai số 25 cơ mà các bạn ơi nhá. 25 vạn đúng không? Thì chúng ta phải đọc số 25 trước. Mà 25 nó thuộc của hàng chục rồi, chúng ta không được đọc là lẻng chứ ủ nhá, phải đọc là ơ chứ ủ. Đấy, đọc là lẻng chỉ khi nào mà nó đọc từ hàng trăm trở lên thôi, được chưa? Đấy. Hàng trăm, hàng nghìn với cả hàng vạn thôi. Thế còn đây là gì? Mình đọc 25 là đọc theo kiểu của hàng chục rồi, đúng không? Vậy mình phải đọc là ơ chứ ủ nhá, không được đọc lẻng chứ ủ. Đấy. Như vậy này, lẻng thứ nhất là khi đọc số tiền thì mình sẽ đọc từ hàng trăm trở lên, đúng không? Thế ngoài ra này, khi nào nữa, khi mà chúng ta nói đến số lượng nhá, số lượng, nhìn chưa? Đấy, cô đánh dấu cái từ số lượng này. Đấy. Vậy khi chúng ta cứ nói đến số lượng của bất cứ một sự vật sự việc nào mà nó là 2 thì chúng ta đều dùng là lẻng hết. Ví dụ cô có 2 cân táo đây, 2 cân táo. Vậy đây 2 cân táo là đang nói về số lượng rồi, vậy mình sẽ phải nói là gì đây ạ? Lẻng gì? Lẻng chin, lẻng chin khính của, đúng chưa? Hay là 2 ngày? Hai ngày đây cũng là gì đấy ạ? Đang nói về số lượng ngày rồi đúng không? Hai ngày nó khác với ngày mùng 2 đấy. Cái này lần trước là phân biệt rồi nhá. Như vậy hai ngày đang nói về số lượng ngày thì mình lại phải nói là lẻng thiên. Hay là hai tháng đúng không? Cái này cũng là đang nói về số lượng tháng này, phải nói là lẻng cơ duê. Hay là hai quả quýt, phải nói là lẻng cơ trí dự. Hay là hai chị gái, phải nói là lẻng cơ chịa chia. Đấy, như vậy cứ nói đến số lượng mà là hai, chúng ta phải dùng là lẻng. Hình như chỗ này không ạ? Đấy nhá. Loan nào, Loan đọc lại cô các cụ này nào.
两斤苹果，两天，两颗月，两个橘子，两个姐姐。啊，对，他说呢。两斤苹果，两天，两个月，两个橘子，橘子，两个姐姐，两个姐姐，有没有？五，来了呢？两斤。两斤啊，苹果，两天，两个月斤啊，两个月，两个橘子，两个橘子，橘子，两个姐姐，两个姐姐，đúng không？ À, hình như trong sách của các bạn còn có từ ná chủng nữa đúng không? Cô quên chưa dạy từ đấy đấy. À, đây chúng ta có thể tách ra chủng ạ, nhá, chủng này bổ sung thêm vào. Chủng mà đúng một mình có nghĩa là loại nhé, loại hoặc là chủng loại đấy. Đấy, chủng dịch là loại hoặc là chủng loại. Đấy, đơn giản thôi. Đấy, loại hoặc là chủng loại nhé. Vậy loại này nhé thì các bạn sẽ nói như nào? Này trong nói chung là gì nhỉ? Má chủng chưa nhá, này em chung phải chưa chứ, phải nói là chưa chủng. Ừ, loại này các bạn phải nói là chưa chủng nhá. Ừ, các bạn sẽ đổ chưa lên trước, loại này thì phải nói này trước, loại sau, chưa chủng. Loại kia thì mới dùng là gì ạ? Na chủng. Ừ, nhá, loại kia là na chủng. Thế còn loại nào thì mới là gì đấy? Ná chủng, được chưa? Ừ, ná chủng đấy, nó có từ chủng. Bạn mua loại nào thì mình sẽ hỏi như nào? Bạn mua loại nào? Ná chủng. Tí mải ná chủng, tuệ. Tôi mua loại này nào, thì sẽ nói như nào? Mải chưa chủng. Tuệ, thế hỏi là loại này rẻ không đúng không? Loại này rẻ không sẽ hỏi như nào? Chưa chủng, đúng không? Ừ, đấy nhá. Rồi, ok. Thì đấy là toàn bộ tất cả các cái từ mới xuất hiện trong cái bài này nhá. Ừ, rồi, hôm nay tạm thời chúng ta học đến đây cho cô đã. Về nhà này, các bạn ôn phần từ mới với cả xem trước phần... bài khóa nhá, bài khóa khá là dài đấy đúng không, bài khóa với lại cả phần bài tập đấy, xem trước đi để buổi sau nó sẽ chữa, được chưa? Rồi hôm nay tạm thời nghỉ đây cho cô đã nhá. Chào chị em.